chúng ta sẽ tạo ra một cái client. Đây thì chúng ta đặt tên là sample client và các bạn tạo ra hàm main. Thì thay vì cái việc chúng ta tạo ra server socket thì ở đây chúng ta chỉ cần tạo ra socket mà thôi. Như này, socket bằng new socket. Thì lúc này các bạn sẽ thấy rằng chúng ta có rất nhiều option khác nhau, ví dụ như host hay là port là không tham số đây chẳng hạn, thì các bạn có rất nhiều thứ. Thì chúng ta chọn một cái trên này, thì các bạn nhìn thấy tỷ lệ phần trăm mà nó sử dụng cái hàm này rất là lớn, 56%. Thì chúng ta làm như sau. Thì cái host ở đây chính là cái local host chúng ta, bởi vì chúng ta chưa deploy ở đâu cả. Local host như này. Và cái port này thì chính là cái port mà chúng ta đã tạo ra, đây là 2018. Và các bạn chấm phẩy. À, trước khi đấy thì chúng ta cũng làm socket tương tự như phía server side. Việc tiếp theo chúng ta cần làm đấy là chúng ta tạo ra một cái output stream. Thì trong socket này thì nó cũng sẽ có một cái gọi là get output stream ở đây. Thì thay vì chúng ta tạo ra một cái object trực tiếp của cái này thì chúng ta sẽ làm như sau. Đấy là data output stream như này. Và DOS bằng new data output stream. Thì lúc này chúng ta sẽ truyền vào một cái socket.get output stream như này. Chấm phẩy. Và lúc này DOS nó sẽ có một cái hàm gọi là hàm write. Thì tương tự như kia thì chúng ta sẽ có một cái hàm UTF ở đây. Thì chúng ta ghi như này, hello Java, ví dụ như này, các bạn chấm phẩy. Và sau khi kết thúc xong thì socket.close. Và chúng ta close lại. Và lúc này giả sử chúng ta chạy cái này thì các bạn sẽ thấy rằng phía server side thì nó đã có hello Java ở đây. Và cái kết nối nó close. Thì để minh họa rõ hơn ấy, thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ tạo ra chỗ này sysout một cái. Ví dụ như chỗ này chúng ta sẽ viết rằng là server is waiting, server is available on port như này. Và các bạn chạy lại cái server này thì chúng ta sẽ thấy rằng nó đã hiển thị ra một cái là server available on 2018 đây. Và phía sample client chúng ta chạy lại thì các bạn sẽ thấy rằng phía server đã nhận được cái message là hello Java ở đây. Tức là nó đã nhận được hello Java ở trong cái phía sample server ở đây và hiển thị ra cái message. Như vậy chúng ta đã tạo thành công một cái connection từ phía sample client đến sample server ở đây thông qua cái port 2018 trên localhost, tức là trên máy của mình.